chỉ sau vài dặm ngồi sau tay lái chiếc xe lớn mới nhất của Audi, bạn sẽ tự hỏi tại sao chúng ta lại bắt đầu đốt khí ngay từ đầu. Tuy nhiên, một chiếc xe tốt đến mức không có ích gì để chôn vùi đường đột. Audi RS e-tron GT 2022 cũng vậy. Điều này thật tuyệt vời, một trong những chiếc xe tốt nhất hiện nay. Và nếu bạn đủ may mắn có ngân sách phù hợp, hãy tự tin mua một chiếc. Điều đó giúp cho bản thân e-tron GT có liên quan rất mật thiết với một cỗ máy tuyệt vời khác, Porsche Taycan. Bạn có thể gọi họ là anh em sinh đôi giống hệt nhau nếu không phải vì họ trông gần như không có gì giống nhau. Hãy bắt đầu với những con số. Trong khi sử dụng kiến trúc cơ bản giống như e-tron GT tiêu chuẩn, RS cung cấp sức mạnh hơn đáng kể, công suất khổng lồ 637 mã lực và mô men xoắn 612 pound-feet khi chạy quá mức, giảm xuống còn 590 mã lực sau 2,5 giây. Đó là gần đủ thời gian để đạt tốc độ 60 dặm một giờ, tốc độ 3,1 giây từ 0 đến 60 khiến chiếc xe này nhanh nhất của Audi. Ngay cả khi kịch tính của màn ra mắt trong GT hơi thiếu một chút. Ở bất kỳ tốc độ nào mà không lãng phí thời gian chờ giảm số, thứ này chỉ bay về phía trước với sự êm ái đáng kể. Hiếm khi gây ra một chút vòng quay bánh xe. Khả năng kiểm soát độ bám đường tốt đến mức bạn thực sự không thể cảm nhận được. Ít nhất là không theo cảm giác ga chết máy trực tiếp của một chiếc xe truyền thống. Audi chỉ cần bật nguồn trở lại trong thời gian bao nhiêu mili giây để lấy lại độ bám. Sau đó ngay lập tức vặn bấc trở lại. Nếu đó là một chút xô đẩy phù hợp với tâm trạng của bạn, Audi cung cấp một loạt các chế độ lái có thể cấu hình để điều chỉnh phản ứng ga, cảm giác lái và độ căng của hệ thống treo khí nén. Điều bạn không thể thực sự điều chỉnh, đáng buồn thay, đó là phanh tái tạo. Vâng, RS e-tron GT cung cấp 3 chế độ Reason riêng biệt. Nhanh chóng được chuyển đổi thông qua các mái chèo trên vô lăng, nhưng tất cả chúng đều vô dụng. Chúng nên được dán nhãn, không có quá ít và vẫn chưa đủ. Một ngày nào đó, người Đức sẽ nhận ra rằng chủ sở hữu xe điện Mỹ thích lái xe bằng một bàn đạp ít nhất là một lựa chọn, nhưng hôm nay không phải là ngày đó. Gạt bỏ mối quan tâm sang một bên, trong chế độ động, GT đơn giản là kỳ diệu. Hệ thống lái cầu sau giúp nó quay trở lại với độ sắc nét tuyệt vời và giữ đường tốt hơn bất kỳ chiếc xe nặng 5,174 pound nào. Theo bối cảnh, nó chỉ nhẹ hơn 90 pound so với Ford F-150 Hybrid. Tuy nhiên, bất kỳ khiếm khuyết lớn nào trên đường nhựa sẽ nhanh chóng tiết lộ hệ thống treo đó hoạt động khó khăn như thế nào. Va chạm khi vào cua gấp và RS e-tron GT có xu hướng bỏ qua một bên, tuân theo tính chất vật lý thô sơ của tình huống trước khi tiếp đất, ngay lập tức lấy lại độ bám và bình tĩnh. Khi đẩy ít khó hơn, RS e-tron GT rất êm ái và thoải mái, chắc chắn là nhờ bộ giảm chấn quán tính lớn được tích hợp sẵn trên sàn. Điều đó càng được xua tan bởi sự hiện diện của một mạng lưới sạc rắn. Electrify America đã đạt được những bước tiến lớn trong vài năm qua kể từ khi tôi đánh giá chiếc e-tron đầu tiên của Audi, cả về tính khả dụng và độ tin cậy. Mặc dù tốc độ sạc tối đa 270 kW của e-tron GT không thể tận dụng hết các bộ sạc 350 kW của EA, nhưng về mặt lý thuyết, nó vẫn đủ để giảm phạm vi 180 dặm trong 22 phút. Ngay cả hàng ghế sau cũng hoàn toàn ấm cúng, đủ khoảng không cho những chuyến đi kéo dài. Hệ thống âm thanh Bang và Olufsen rất tuyệt vời và công nghệ thông tin giải trí MMI của Audi không gây thất vọng, mặc dù cụm đồng hồ đo buồng lái ảo không gây ấn tượng mạnh như cách đây vài năm. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!